Nào, thấy cũng ui mày. Nhà lớn gì đâu vậy? Nào. Lên nhà đẹp chưa? Rồi. Cái gì đấy con? Giấy tiền điện à, tiền nước gì nè? Ủa không? Tiền nước 500 mấy nghìn nè. Từ ngày nào đến ngày nào đó ta? Cái này chắc còn dư âm cũ rồi sao đó chứ? Nữa. Yeah. 16 tháng 2. À tháng 2. Hả? Cái tủ nhà con đi đâu? Nào. Sao thì giờ thay sạch sẽ không? Biết à. Hả? Đi đâu con? Đi đâu sao? Đi đâu tên đấy? Bà ơi. Nói chung là về cũng để thời gian là để làm giấy tờ đấy các bạn. Dì thấy nhà sạch sẽ không? Để hết đi rồi. Xe đạp nó mới lái của người ta, họ lái rồi. Mình lấy lại, họ lấy lại rồi. Nóng quá con, thay đồ đi. Ở đây thay thay. Máy chiếc xe kia của gì á là người ta họ lớn lái về rồi, họ tới họ lái rồi, giờ còn máy chiếc đó. Ừ. Hư rồi. Hư rồi. Hư rồi, bạn rồi. Giờ còn 3 chiếc ra đi cho hết. Phật mà, tháng Phật mà có mà. Hả? Phật thơ thơ lại đi. Phật cái ta cái lái cho chùa rồi. Trả cho chùa rồi, chùa tới lái rồi. Đó gì 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 về ở cho sạch sẽ nghe chưa? Dạ đúng rồi. Nó dạ. Chưa rồi. Nó lấy rồi. Chưa. Dạ. Hết lấy thì trả. Ta chạy cối rồi. Dạ. Lớn thì chung cũng chưa tỉnh đó các bạn. Giờ để chung mà đưa về thôi chứ còn thật sự đi thì cũng. Thôi rồi. Thôi vậy giờ. Cứ để cho chú điện lên từ đường. Chú mua là dê lạc không? Tiêu, tiêu ta. Tiêu để đấy hả? Tiêu bên đây chú mê lên tà đi khó. Tà cái đô mới lại khó thôi chứ. Sao? Thế nhà cửa sạch sẽ không? Đấy hổ, để đi chấm với hổ bố. Đây. Chấm với hổ, bảy ô hổ đó. Ừ. Sao vậy? Chị Minh, thế nhà cửa thế nào? Còn mấy mấy qua có mấy mảnh mua đây. Quạt đây thầy. Chị đi lấy của người ta, trả lại người ta, chứ còn quạt nào của chị? Mày coi lấy một phần nó. Kiểu lại ngang ngang này cho đi lại cả. Ừ. Nghe thấy cái tình hình này. Tình hình này nghe thấy ổn lắm. Thì cái này có gì vậy? Cái mũi gửi mì khăn đó. Cái gạt cũng đi đi. Gì mua một để đi một chiếc hai chiếc thôi để chặt nhà. Nó kêu hào đó bút đây. Đem vất hết chứ không có để. Nhà cửa của gì để gì đâu mà. Bề bộn rồi vừa rồi gà gì chết ở dưới này nè. Đó. Giờ gì vậy giờ ở cho sau nó sạch sẽ chứ còn không nữa là đợt sau là đưa đây là đi luôn hay là gì là ứng ở bệnh viện hơn cho nó khỏe. Ở đấy là viên đổi. Ờ. Mất bữa. Còn tiền không? Không biết đâu, mất bữa còn bữa. Ông ở chùa là. Ở chùa về đền đây tụ lắm. Ờ. Là chứ. Nói chung lớn rồi chắc cho đi lại rồi đó. Rồi đi lại đi. Phật nhỏ đừng mua. Mua. Ngồi xuống. Thôi cho đi lại đi. Thôi ra, ra chở đi lại đi. Nói chung lớn thì đi lại cũng bình thường chứ không có đỡ nhiều quý vị. Đó của mình thì cũng đỡ hơn chút. Dạ. Không phải họ lấy nhưng mà cái đó là xe của người ta họ thấy rác bẩn quá rồi họ chở đi thôi. Không ai lấy hết. Không có ai ở xóm này lấy trơn á. Ở xóm này người ta không ai giúp đụng vô nhà vậy gì hết trơn á. Thì thế có ai đến đây làm gì không? Ừ. Thì ra mất đỏ hả? Ừ. Ở nhỏ cái về con á. Con mặc áo vô đi con. Ấy là về cái mà mua bếp ga đây. Dạ. Nấu ăn đi rồi đỡ đi vài bữa rồi chú tính là chú ra lại. Dạ. Ừ. Nhà cửa mà vài bữa mà gì đem đồ vô trong này nghe. Là thôi rồi luôn đó nghe gì. Con hết rồi đúng không? Mở cửa ở nhà là mở cửa này nè. Còn mấy bông riêng này mới có thấy không? Đây đây. Cắt hết rồi. Cô nhỏ cắt hết rồi. Ủa? Hồi mua cái gì? Nó giữ đó chơi gì? Không, mấy bông riêng còn cô trần cẳng này nè. Cái báo trần cẳng đây này nữa nè. Đây.
Hai ba tháng á. Vô hết rồi. Cái gớm nó biết cái trơn rồi. Ôi đi. Đâu đâu. Còn tiền á là để cho nhỏ nó giữ cho. Chứ không có mắc gì mà mắc cái trơn á, rảnh đưa về gì đi chợ nó ăn cái gì gì giữ là mắc đó. Mó, nghe chưa? Chứ còn tiền mà cho bác sĩ Thái đâu rồi, gì nói bụng cua đâu rồi? 1 triệu đâu? Hả? Bức lô hệ thì mới riêng mà thôi. Ừ. Đấy, khôn quá. Lô hệ đi. Đó, cái liền kìa. Đi rồi đi. Ra cửa đi. Đi rồi. Có khóa cái này ra vậy, khóa này. Đi. Này cái báo nó có phải ra đó. À, con của mình có phải ra đấy à? Con đá bao vứt à? Ừ, mẹ xóa cái ám xóa. Con đá với lại bi vứt con ả à, cũng lại là đó. Ăn con ỉ đấy. Đi đủ mặt thôi chứ giờ không có được để nhiều trong nhà nữa. Nghe chưa? Mày ảo mấy con đá mình để lại ra tiêm ra. Bi cái bò mày trong cái hết rồi. Đó, cô lớn kìa. Cô lớn nó mang cái đồ gì đây? Nó đi giấu đó. Nó mang đi giấu đây. Rồi vậy đó. Chung là chỉ có cách là đưa đi trung tâm hỗ trợ xã hội thôi quý vị ơi, chứ còn mà ở nhà đó đi vô lớn kìa, nó đi giấu gì đó. Trời giấu trong này luôn kìa. Trời trong này có cái nhà của nó luôn nè. Nó bỏ vào trong này nè. Đi đâu nè? Hey. Mày lấy của người ta về là mất hết. Đi vô nhà. Mua lại cho con bà. Mua làm gì? Mua lại cho con bà hết. Ừ. Đi vô nhà đi. Mày mà mày không nghe lời á là anh đưa đi liền luôn đó nghe chưa? Anh đi cắt giấu đồ. Có lại vào trời ở đây nắng quá quý vị ơi. Thì cái nắng quá rồi lúc rồi. Người mà bị tâm thần căng thẳng ghê gớm lắm. Con về nói chung tội nhỏ giờ cũng hơi đau đầu rồi đây. Nghe không? Nói chung được vài bữa chú nghĩ chắc không có tiền tòi lục lọi gì đó. Gặn hay nửa tháng gì rồi. Chứ còn gặn hết chứ mai rửa rồi. Từ lập đi lập lại cho thay đổi chi môn hết. Chỉ có đi trung tâm hỗ trợ xã hội ở đây địa phương, xã, rồi phường cố gắng tạo điều kiện cho gia đình. Chứ còn giờ đi bệnh viện nó có vị thấy đó. Nhiều lúc cô chú anh chị nó sao không đưa đi bệnh viện, mà đưa đi bệnh viện thì nói chung cũng đỡ được vài ngày đờ đờ. Dạ. Chứ ở bệnh viện thì ở tháng hay 2 tháng gì về cũng phải thôi. Dạ. Có năm rồi. Dạ. Chỉ có đi vài năm đỡ. Đi vậy hỗ trợ xã hội dạ. Đi lên trên đó để cho người ta họ dạ. Lo các cái việc làm. Chứ còn lên trên đó mà ngồi chỗ đó là người mà bình thường cũng dạ. Bệnh luôn á chứ. Dạ. Ừ. Đến đó nó ăn luôn thuộc như tôi phải làm gì mất. Ừ. Mừng gì mất. Ăn ngủ. Cái gì bên nhà? Hả? Hai người nhà của cái gì? Hai người mẹ mới có hai người mẹ của Hạc á. Mẹ là Hạc được mốt. Mẹ có hai đâu? Đốt hết rồi. Ừ. Ừ. Mua lại cho con hai lần vậy rồi đấy. Mua lại cho con lại tiền đâu mua? Mua lại cho con bỏ con hả? Mua lại bỏ cho hết. Tội. Con nói được quý vị nó thật sự cũng tội chứ cũng đáng thương hay để thấy là đáng thương hơn đáng trách nữa. Đấy. Mua lại cho con hai mùa bảy, hai mùa bảy rồi gọi thêm đi cho hả? Ừ. Cho con hát nè. Ừ. Mua cho con bỏ nào? Biết kiếp. Ừ. Biết rồi. Mua cái mua. Hát cũng nghe bài nè. À nữa. Gì đó, cắp điện quá rồi, nó mở mới nhạc hả? À. Ừ, cần đi. Chắc tội nghiệp con rồi. Dạ. Con bây giờ cố gắng nè. Dạ. À, cái tờ giấy này nãy đâu rồi, giấy tờ này nãy đâu rồi. Đưa cho chú xem tới rồi. Dạ. À. Nhớ là giữ cho cẩn thận, mấy cái thư nó bị mất rồi, mất còng lắm mấy con này. Nhớ là cái tờ giấy này. Quý vị, đợt này quý vị lên nhớ là xin cái bệnh án đó quý vị ha. Xin là phải có đơn xin sau y bệnh án này đó. Nó phải có cái nơi yêu cầu đó quý vị ha. Giống như cơ quan đơn vị yêu cầu cấp hồ sơ này để cái mục đích để làm gì này quý vị nè. Chứ không phải là lên. Và cái này là bữa rồi là nói là hồi sáng là nó đến 10 ngày mới có cái bệnh án đúng không con?
rồi mới sau ra được đúng không? Dạ. Được quá. Đây là cô Minh là bị tâm thần phân liệt đó quý vị ha. Nói chung cũng bị nặng đó. À, mấy cái bệnh án đó. Vừa rồi có chia sẻ với Hạnh lên đó mà cái video của Hải bị gài cộng đồng luôn đó quý vị. Nên là Hải cũng không có chia sẻ. Đó. Còn cái giấy tờ con giữ kỹ nghe, với lại thuốc hồi nãy đâu rồi? Chú chỉ cho con. Thuốc ngoài bàn. Nè, ngoài bàn này. Nhỏ biết thuốc chưa nhỏ? Biết thuốc cho anh cho mẹ chưa? Ừ, tí này chú chỉ cho từng chút một chút cho con. Đây, thuốc đây quý vị uống một tháng rồi. Sáng ra con đưa cho mẹ phần anh phần. Dạ. À. Hai người khác nhau đúng không? Hai người khác nhau anh. Tiêm hai. Cái đó tối đó, tối không đúng không? Tối một viên. Sáng một tối một này. À. Dạ. Cái này là của mẹ nghe nhỏ. Đây cái này cũng dạ. tối một thôi. Dạ. Nhỏ đọc được mà. Tối sáng người nhỏ đọc chữ bình thường mà. Dạ. Cái này sáng 2 tối 2 này. Dạ. Mấy cái này không ghi nó giống nhau trong này nha. Cùng loại đó. Đó còn của anh con của bạn đó. Nó có ghi trong này này ha. Sáng tối này. Trong này á ha. Thế cứ nào sáng 2 tối 2 là mà để đúng cái nào của mẹ cái nào của anh nghe chứ không lộn xèo này. Mà chứ. Để riêng ra. Mà Minh nha. Mà Minh là cái bao màu hồng. Dạ. Còn lớn là cái này. Đó. Con nhớ giữ cái đơn thuốc này nữa nè. Con giữ giùm chú cái chứ không dạ. Nó mắc với người xưa đâu. Ừ, sau này đi mua là khó lắm. Ít thuốc hơn. Ừ. Đây, sáng 1 tối 2 này. Dạ. Sáng 1 tối 1 mà ấy chỉ có 3 loại thôi. Ừ. Sáng 1 tối 1 này. Dạ. Và mấy này nhiều hơn. Đây lớn là có 3 loại thôi đấy. Dạ. Biết hết chứ phải không? Biết cái được chứ phải không? Để đây nè. Để sáng này thấy chưa? À, sáng 1 tuổi 2 này. Sáng 1 tới 1 này, sáng 1 tới 2 này, cái này để là con ghi chú này là con thấy hết trơn rồi đúng không? Ừ. Đó. Nhớ thì cứ buổi sáng đi làm là con để một phần bên mẹ, một phần của anh. Nếu mà được cho ăn sớm á, mẹ mình ăn sớm mà con đi làm 6 rưỡi thì mất rồi. Đúng không? Nhưng mà con để ra chắc mẹ của anh con biết thôi. Dạ. Để sớm mà nó sẵn đó, phải đi mua cho mày. Nói chung về nghe cũng mệt nhau. Dạ. Thấy nhỏ đi tìm đồ ra đây. Ừ. Chúng tội nhỏ thiệt. Giờ anh em mình về chắc nó cũng căng thẳng luôn anh thấy không? Bác sĩ Thái ngồi đây nói chuyện cho chú bác sĩ rồi. Nếu bác sĩ thật hơi nắng rồi mà em thấy bác sĩ chắc cũng lên nhập viện được luôn. Đúng của mình nhìn nơi rồi đây. Nóng quá. Nóng quá. Giờ là chú về. Xong rồi là chờ chắc chờ con làm cái tờ giấy á để chiếc tiếng này chú ghi hết dạ. Chú ghi thông tin vô xong rồi á là con đem bên xã con nhờ xác nhận để có cái dấu á dạ. Bởi vì cái sau y bệnh án này á là phải có mục đích làm gì có cơ quan này kia họ mới cho anh thấy để mục đích để làm gì đó chứ còn không có sau y bại được mục đích là viện đi đồ thì đúng mục đích rồi ta mới cho anh. Đây gì? Quần gì nữa? Quần bao nhiêu quần đây không làm gì? Xuống đây ngồi. Tí là đi thay đồ nghe. Cái áo này nhìn mặt ngược rồi phải không ta? Biết. Tìm nhiều khoản chứ lại ai mua vé? Mua. Nói chung là chắc đưa lên trung tâm chứ còn ở nhà thì chắc không. Cũng lại vài tháng nó lại ngập nhà rồi. Không ai trị được. Thôi mình chịu mười mấy năm rồi con. Thì thôi dạ. Giờ đáng thêm dạ. Cho chú cũng cố gắng còn dạ. Không nữa thì con tính cái đường của con rồi chú cũng nghiên cứu thử cái cách nào khác thôi chứ còn giờ dạ. Vì sao giờ bệnh viện thì bây giờ cũng báo là cô Minh là tối nào cũng khóc hết chứ. Dạ. Mấy người ở gần đó trên bệnh giường bệnh nó ngủ cũng không được, khu nó ngủ cũng không nổi luôn họ với cô Minh quý vị. Mà bị bảo hiểm thì được có tháng thôi. Giờ thì đông quá rồi. Vừa rồi Hải cũng có chia sẻ cái đoạn video quý vị cũng nghe đó là khách giường bệnh này giờ giường bệnh không có đủ để nằm đó nên là phải đưa về. Chứ còn hôm trước thì còn có cái cô ở Mỹ đó
Dạ, à, chú có nói với con đó, bồ Mỹ nó cũng giúp cho mẹ con ở lại tháng đó mà cuối cùng giờ chứ không phải là giờ có tiền ở lại cũng được, quý vị không có chỗ nằm nữa quý vị. Dạ. Không phải, mấy này của bà hết thời hạn rồi. Dạ. Không chỗ nào là một mới hết thời hạn. Ừ. Khổ vậy đó. Chứ phải về. Ở nhà anh con nói chung là chú thấy cũng bình thường, cũng không có đỡ lắm. Dạ. Ủa chú con cục con gím. Hả? Cái áo. Mua chục cái quần gì nữa? Cái áo khóa. Mua làm cái gì? Mua để nó khóa. Ừ. Khóa vậy. Đi đâu nữa đây? Khổ. Chứ rửa vai nay đi lại. Ừ. À, hay là bây giờ mình cứ để vậy đó, đi lấy đồ người ta rồi người ta báo lên công an đi cho nó dễ. Dạ. À, thật sự giờ cũng biết tính sao luôn á. Đau đầu ấy. Chứ hại quặn rồi. Cần chi nó thiệt sự với con á, chú với là chú Thái mà không tới được 2 tháng là nhà con đi y cũ rồi chứ không cần gì cần á. 2 tháng rồi giữa thằng. Mình cũng để ý cái này thôi. Ờ. Tập tới nóc nhà luôn. Thiệt, chỉ cần 2 tháng rồi ra là con mời chính quyền địa phương, mời bên xã rồi xuống họ làm việc rồi. Đây nè, quý vị thấy nè, giờ mày cùng con chó lấy gì đem đi vậy? Đi giấu nữa, lấy cái gốc cây khô rang rồi mới gọi đi được. Khúc tre đó. Ừ. Gốc tre thì lấy gốc tre nấu. Khúc cây gì đó. Mày quá. Hôm mai đi làm. Tối về thôi kể đi con. Dạ. Cố gắng rồi chứ giờ chú thấy cũng hết sức rồi chứ giờ biết sao giờ giúp con nữa chứ còn giờ chú cũng tìm mọi cách giống như hôm qua cũng đi trung tâm hỗ trợ xã hội đó về những người xã tưởng đâu giờ in được sau y bệnh án xong rồi mình về thì mình bởi vì bệnh án giờ là họ bắt đầu họ lên hệ thống quý vị như là mấy bữa này là viết hồ sơ viết tay đó à, rồi cái là hồi nãy thấy cái cuốn sổ đó nhưng mà phải nói chung làm gì đó mà đến 10 ngày luôn hải cũng không biết sao lâu quá. Nói chung trung bình từ tuần đến 10 ngày thì làm một cái đó xong rồi bắt đầu mới có bổ sung hồ sơ đưa lên xã. Ok. Đâu? Rồi tí nó lại à, cho. Lấy đồ. Chú dạ về cái này. À. Ảnh sting của mày. Trời ơi. Con ơi mình. Ồ. Có cái con đùi đâu cũng đẹp hết chứ. Đó gọi là quét nhà nè. Đó. Quét tới cái đùi. Hát la hát vào. Nói chung là dì Minh về thì thấy ổn hơn cô lớn. Về thì anh cũng không có la hét hay này kia. Chưa sợ bắt đi lại thế. Để là vài bữa là la lên đi la lên rồi. La lên đi luôn. Ừ. Lớn để giấy vào ngồi kìa con. Bữa nay là nhà sạch sẽ rồi. Lô làm cái gì? Cái lô thùng á hả? Ở nhà có hát được không mà bây giờ lúa. Bò đi. Bò nó ngại được cũng ngại. Nghe TV được rồi. Trên mua cho con 2 tỷ. Ừ. Gần đi rồi mua nữa. Mua cho con Phật đi được. Phật thơ được. Hả? Nghe đi chay hả? Khổ đi. Hả? Khổ ghê. Bờ bất cảnh. Dạ? Nó đạm về cũng bắt miếng lại luôn. Ừ. Dạ. Mưa cho họ ăn. Sao vậy? Mưa mất mẹ cho họ ăn. À, mưa đi làm mất mẹ cho họ ăn hả? À? Ừ. Gì làm cái gì mà mày? Mà hư trơn rồi mà. Bạn giống như vậy. Thôi gì đừng có hỏi nữa. Mệt quét. Nhỏ cái bữa này ở nhà bẩn quá nhỏ mẹ quét rác ra kìa nhỏ kìa. Đó, tạo một vẻ hình chết ở đây. Ờ. Dì Minh thấy không? Dì Minh đi, dì Minh về đây sạch sẽ đi dì Minh này. Đúng không dì Minh? Về rồi chiều nữa nhỏ đi mua cái bếp ga rồi về nấu ăn nghe. Ờ, sau không có nồi nữa, nghe chưa? Còn nhớ là phải rửa cho chén đũa sạch sẽ nghe. Rửa ốp lên thế này nghe chưa? À, chứ còn không có được mà dọn ra rồi cái xong bước ra xong bị ứ hết trơn rồi mày muốn mua mấy con mới con chị để còn mày đón lấy đi con của chị đã lăn chứ chị không có ăn bẩn lắm
À, hư rồi. Nhớ sạch sẽ nha. Còn ba chiếc xe đạp. Ừ. Gì vô nhà đi nói chuyện có gì chút hử? Nhỏ ơi nhỏ, con nhớ nghe chưa? Anh con ở chứ mẹ con với anh con mà có chi là gọi liền cho chú hiện. Ờ, nó vậy giờ nó thủ tục rồi, nó thủ tục đi trung tâm đó hiện, nghe chưa? Nó vậy để ở nhà đó, chú thấy không ổn đâu, chắc chết con luôn, chú thấy là thiệt chứ? Đấy, đi lại này đó. Ờ. Thì khi ngày mua hay như vậy nữa. Ừ. Áp lực quá à. Mua nó có bữa. Mua nó có bữa. Mua gì? Mua nó có một miếng gì đâu hoặc là phí. Ừ. Rồi. Ăn đi ra. Ăn đi, ăn đi. Ăn đi, ăn sao? Thấy chưa? Có mẹ nước ngon này. Đi vô gì? Giờ giờ mới gặp gạo gàng này. Thấy cũng nãy giờ về thành dọn dẹp để làm giống như kiểu sạch sẽ lắm này. Chắc ở lâu vậy khó lắm quý vị. Ở gì mình con về nghe. Về vô đây. Nhá. Về nha. Đưa đưa triệu đây, đưa triệu đây. Hả? Một triệu đâu? Không qua gì hết. Đâu? Đâu? Triệu đâu? Không có gì hết đâu. Như vậy nhiều tiền lắm. Như vậy cũng có không? Như vậy cũng có không? Không cho rồi, không cho. Mình ai ăn? Ai ăn? Em bất cờ lượng hết nha. Mình họ ăn thì tại vì bẩn quá mà. Thôi bữa nay thế này nè, mình cứ ở nhà mình sạch sẽ đi, còn tiền bạc cái gì khỏi lo nghe chưa. Nhỏ sẽ gửi cho dì để mà đi làm kiếm tiền về đó ha. À, để cho dì gì 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 nấu ăn. Dạ. Dạ. Mua gạo. Gạo đi múc cũng không thích. Chỗ gạo đó. Thôi thế nhỏ nha. Ừ. Cứ là ngàn là điện này bắt đi luôn. Nha. Bây giờ cái chí nó hồi này đó. Không nói nhiều chị. Mua cho con mua biết. Ừ để nó. Thẳng luôn cái là. Mua mua biết mua mua biết mua con hỏa. Trên mặt con hỏa. Ừ. Mua cho nó. Mua cho nó. Ừ. Mua nó một cái mua hết. Bó tay. Lớn ở nhà mẹ nói đi đi lấy đồ không được đi nữa nghe chưa? Không đi nha, đi mua ở nhà. Ở con về nghe. Mọi việc là nhỏ ở nhà có vấn đề gì mà gọi vô con á là con sẽ ra con đưa đi liền luôn đó nghe chưa? Mà lần này đưa đi là không? Dạ? Yeah. Sạch nhà hết rồi. À, nãy giờ này về quét dọn rồi đúng không? Xe đạp để ủ. Không có gì đâu ủ. Để rồi vài bữa nữa là xe đạp ra mua trường được. Chứ còn gì mắc? Con nói gì nghe này. Gì mắc đúng không? Là gì tiếc đúng không? Còn gì xử người lớn đi lấy đồ của người ta. Thì người ta họ cũng tiếc như vậy vậy đó. Nên dì nghĩ sao á, đừng có xử đi lái của người ta tiếc. Ủa? Hiểu không? Có nghĩa là dì lái của người ta thì bây giờ người ta tiếc lại, còn người ta mắc thì họ cũng tiếc như vậy vậy đó. Dì hiểu không? Nên là dì làm cái gì đó dì cũng phải suy nghĩ lại ngay, chứ bữa nay không được là để cái tình trạng mà tái diễn như lại là coi chừng đó. Có gì là cứ lại hay là giờ là dì lại trước đây thì dì lấy lại không cũng chở gì lại luôn rất hiện là báo bác sĩ. À mắc buồn sơ chút rồi đúng không? À, buồn sơ thôi nghe. Cũng đừng có lo chứ hết nghe. À, còn tiền bạc ăn uống thì nhỏ lo chứ nó gửi chứ. Đi mân chia sẻ. Dạ. Thì nó đi làm sao mà có tiền cho gì được rồi. Đi đồ sáng cho người cho đồ món. Dạ dạ. Đồ sáng còn đi những đồ ăn tiêu này ăn. Dạ. Ở thôi mày rồi có gì? Xin nhai ở bên Mỹ được. Dạ dạ, xin nhai ở bên Mỹ được hả? À, xin nhai ở bên Mỹ cho gì hả? Rồi khôn kinh thì coi chứ. À, con về nghe. Dì nhớ nghe chưa? Dì nhớ đi bệnh viện sau có bài không? Có buồn lên đây nữa là sao? Ờ, à, giờ mình phải ở nhà cho sạch sẽ nghe chưa? Không được xử lớn lấy đồ nghe chưa? Ờ, có được vậy. Dạ. À, con về là vài bữa nữa rồi con nghe nhỏ mà gọi là dì bẩn hay gì đó con đi ra lại nghe. Đi sạch rồi chứ nữa. Dạ. Ừ. Quét sạch rồi mà. Quét dọn sạch sẽ mà cũng không được là nói nhỏ đi. Nói nhỏ đi đi nó thằng cụ lớn đi lấy đồ đó. Thấy chưa? Nhớ nha. Đi mua. Nó cái ông này cái bất đi mua. Đi mua cho con vậy. Con chỉ nhá. Hả? Con chỉ nhá. Con chỉ cho hả? Con mua mỗi lần được. Con mua mỗi lần. Tiền đâu muốn? Được nó mẹ đưa tiền đi chứ. Mẹ nó cho chú thấy tiền mà chưa cho đây rồi. Chị Minh. Dạ thôi chắc Hải cũng nói chuyện với nhỏ một chút rồi Hải đi về cũng có việc rồi. Đi 3 ngày mấy ngày rồi. Muốn ra xin nha. Đi vào ngủ đi. Giấy tờ cho cẩn thận nghe con. Ừ. Rất tình hình rất nghe con. Nghĩ nói chuyện. Mô hiểm của anh thôi nghe. Anh.
Dạ, thôi chú Hải với mày. Cố gắng nha. Dạ. Chứ ngay hôm hai ngày nãy. Như đi tụi hỏi lũ về tới. Hả? Như đi tụi ngủ nghe thôi đó. Mà hỏi lũi, hỏi tự cái ní cái đấy. Mẹ của anh nó đầy tháng mà nó mập lên mấy ký mà đi chắc xúc lại đó. Ngay đau đầu thiệt, nói chắc có cái nặng cái điều nói không nhức đau lắm. Ông bệnh còn ở nhà luôn, ở nhà không được rồi. Thôi chứ biết sao vậy.